Kế hoạch cuối cùng của Gia Cát Lượng trước khi qua đời, khiêng quan tài về Nam, đứt dây thì chôn là có ý gì? Gia Cát Lượng cả đời chuyên tâm trị vì Tây Thục của Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị đến túc lều tranh mời ra hành đạo, ông đã liên tiếp phò tá Lưu Bị đánh xích bích, tạo thành thế kiền ba chân, và sau đó giúp Lưu Bị giành được Kinh Châu và Ích Châu với Hán Trung. Sau khi Lưu Chấn lên ngôi 7 lần đi bắt phạt, Gia Cát Lượng bị bệnh vì làm việc quá sức. Biết không qua khỏi, ông ta căn dặn quân sĩ sau khi mình chết thì đem bỏ xác vào quan tài, lấy dây thừng buộc lại rồi cho quân sĩ khiêng theo đoàn quân rút về Hán Trung. Dây thừng đứt ở đâu thì lấy nơi đó làm mộ. Truyền thuyết kể rằng, quân sĩ theo lời dặn của Gia Cát Lượng, buộc dây thừng vào quan tài rồi khiêng theo đoàn quân rút lui về phía Hán Trung. Cứ khiêng đi như vậy một thời gian rất lâu nhưng dây vẫn không đứt. Tuy nhiên, khi tới núi Định Quân thì đột nhiên sợi dây thừng rất chắc chắn bỗng dưng đứt bật ra, quan tài rơi xuống đất. Vậy tại sao Gia Cát Lượng tháo vát lại để lại kế sách khiêng quan tài về Nam mà đứt dây trước khi qua đời? Gia Cát Lượng là một nhân vật có quá nhiều truyền thuyết, lúc sinh thời ông nổi tiếng với những mưu kế bí ẩn, trước khi chết cũng đã sắp đặt nhiều mưu kế thông minh, chẳng hạn như sự việc lần này được cho là mưu kế thông minh của Gia Cát Lượng. Khi Gia Cát Lượng chết vì bệnh ở tiền tuyến, thi hài của ông được đưa về thành đô. Theo di chúc của Gia Cát Lượng, Lưu Chấn đã sắp xếp việc chôn cất này. Nhưng không ai ngu ngốc mà tốn sức như vậy, khiêng quan tài cho đến khi đứt dây mới chôn. Biết bao giờ mới đứt dây? Tuy nhiên, đến đây lại nảy sinh vấn đề, nếu Lưu Chấn biết chuyện này nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ, một khi bốn người này chết đi. Thiên hạ sẽ không ai biết được phần mộ của Gia Cát Lượng ở đâu. Trên thực tế cũng đúng như vậy, bốn người cảm thấy mệt mỏi, chua xót nên vội vàng tìm địa điểm, chôn cất thi thể Gia Cát Lượng. Sau đó, họ quay lại báo cáo với Lưu Chấn. Lưu Chấn giả vờ mù mờ về những điều lớn, nhưng anh ta rất khôn ngoan về những điều nhỏ nhặt. Anh ta biết rằng bốn người đang nói dối. Vì vậy anh ta đã cử người đi theo họ để tìm nơi chôn cất Gia Cát nhưng cũng không tìm thấy. Vì vậy Lưu Chấn đã giết bốn người này và kể từ đó, nơi chôn cất Gia Cát Lượng trở thành một bí ẩn. Hóa ra đây là mưu kế của Gia Cát Lượng, mục đích là để ngăn cản người khác tìm ra mộ của mình. Theo di chúc của Gia Cát Lượng khi còn sống, vàng bạc châu báu không được phép đặt trong quan tài, không được dựng bia mộ cho ông để đề phòng bị trộm. Ông ta biết ngay cả sau khi mình chết, kẻ thù và kẻ trộm mộ, rất nhiều người sẽ không để yên. Nhiều người cho rằng Gia Cát Lượng không có lựa chọn nào khác ngoài việc này, bởi vì ông đã chống lại Tào Ngụy trong một thời gian dài và làm mất lòng nhiều người theo phe Tào Ngụy. Tuy nhiên, Thục Hán quá yếu, Tào Phi, Tư Mã Ý và những người khác sớm muộn gì cũng sẽ tranh giành, vì vậy để không bị quấy rầy, Gia Cát Lượng đã nghĩ ra một chiến lược như vậy trước khi chết, và cuối cùng đã thực hiện nơi chôn cất là một bí ẩn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.